đến với kênh YouTube của Mắc Hôm. Và trong hành trình chuyển động cùng với Mắc Hôm thì ngày hôm nay Ánh Diệu và Nhật An sẽ đưa quý vị đến tham quan một công trình mà phải nói là cũng rất là đặc biệt, đó chính là công trình của gia đình anh Võ Văn Nghĩa. Công trình này sẽ tọa lạc tại Trà Vông, Tây Ninh, và quý vị có thể thấy là vừa mở đầu thôi là em và Diệu đã phải kéo cánh cổng cực kỳ là hoành tráng ở đây, là quý vị cũng tưởng tượng ra được về mức độ hoành tráng của nhà anh Nghĩa rồi. Bật mí quý vị luôn là công trình này thì nếu mà gọi là nhà cũng được, gọi là biệt thự cũng được luôn quý vị, bởi vì có sân vườn này ha, chòi nghỉ, thậm chí là cả hồ bơi nữa, quá là tuyệt vời đúng không nào. Vậy thì bây giờ nhanh chân theo em và Diệu tiến vào bên trong và chúng ta tham quan nhé. Và wow, đây chính là công trình của nhà anh Nghĩa mà em và Diệu sẽ háo hức để có thể giới thiệu ngay cho quý vị. Phải nói là xuất sắc đúng không quý vị? Một những công trình mà quá nổi bật khi mà chúng ta di chuyển xe ở ngoài đường thôi, xa xa là đã nổi bật công trình của nhà anh Nghĩa rồi. Và quả thật là công trình này phải nói là một những cái công trình mà xuất sắc ở Tây Ninh là đúng không Diệu? Phải nói là đây là một công trình mơ ước của rất là nhiều người, bởi vì nó quá trọn vẹn đi, từ hệ thống cổng, tường rào, sân vườn, và còn có rất là nhiều điều thú vị ở phía sau nữa. Nhưng mà cái điều đó thì khoan, một lát sau chúng ta sẽ nói. Còn bây giờ bàn về công trình chính thì em thấy đây là một công trình 2 tầng nè, với thiết kế hệ mái thái bên trên cho nên rất là nổi bật. Còn về phương diện màu sắc thì cũng là gam màu trắng, mang đến một cái ánh nhìn rất là tinh tế. Đúng rồi, và một cái điểm hay công trình là gì? Là công trình tân cổ điển và rất tôn trọng về cái bản vẽ 3D. Đó chính là quý vị có thể thấy là với công trình này thì phần tường sơn giữ nguyên cái tông màu trắng, không thêm thắt những cái tông màu khác vào, cho nên là giữ được cái nét thanh lịch của công trình tân cổ điển. Đây là điều em và Diệu cứ nhắc đi nhắc lại hoài, quý vị ơi, đừng có phối quá nhiều màu của công trình tân cổ, nhìn nó sẽ rất là bị rối. Còn ở đây thì quý vị thấy là sang trọng mà vẫn vừa phải đúng không nào. Rồi một số chi tiết, ví dụ là ở đây có kiến trúc vòm nè quý vị, rồi lan can sẽ là lan can sắt nghệ thuật ha, được sơn mạ vàng, hay là những cái đường kẻ chỉ, phào chỉ hoặc sơn giả đá tất tần tật thì phải nói rất là chỉnh chu. Và sẵn tiện thì em cũng xin giới thiệu quý vị về kích thước của công trình của nhà anh Nghĩa luôn. Công trình này sẽ có chiều dài là 20,77m, chiều rộng 12,14m, tổng diện tích sử dụng của cả hai tầng cộng ta lại tầm khoảng 290m². Còn về chiều cao thì nếu như mà chúng ta tính từ sàn lên đến đỉnh mái sẽ là 12,8m, chiều cao ở tầng 1 là 4,2m và chiều cao ở tầng 2 là 3,9m. Phải nói là thông thường với những công trình tân cổ điển có hệ vòm như thế này thì ở tầng 1 chiều cao sẽ nổi bật một chút xíu, có thể là 3,9 hoặc là 4,2m. Bởi vì như vậy thì công trình của chúng ta trông mới cao ráo và thanh thoát hơn. Và ngay khu vực em và Diệu đứng là cái khuôn viên sân thì quý vị thấy là rất là rộng rãi nè ha. Bên cạnh này thì gia chủ cũng đã đặt một cái cây khá là to, là sau này khi mà cây phát triển thêm có nhánh thì chắc chắn sẽ che bóng mát. Rồi quý vị thấy là một số những khu vực tiểu sảnh mảng xanh xung quanh nữa. Tuy nhiên đây chỉ mới là phần đầu của công trình thôi. Bây giờ hãy cùng theo chân ngoài Diệu tiến ra phía sau chút xíu thì những phần đặc biệt hơn để có thể dẫn giới thiệu quý vị nhé. Và rõ ràng khi quý vị thấy là tiến sâu vào sau ha, thì ở đây thì gia chủ sau này sẽ làm nguyên một cái vườn cây, hiện tại cũng đã có một số loại cây rồi nè, và sau này thì chắc chắn sẽ có một cái thảm cỏ ở phía bên kia nữa. Còn phía bên này đi thì đây chính là mặt bên của công trình chính của chúng ta. Phải nói là công trình này được quá xuất sắc đến cỡ mà mặt chính diện hay là mặt bên thì đều đẹp đúng không Diệu? Và nếu như mà chúng ta đứng ở vị trí này và nói đây là mặt tiền thì anh Diệu cũng có thể tin luôn, bởi vì cái sự đồng nhất giữa mặt tiền và vị trí bên hông này nè rất là cao, đến khoảng hơn 90% luôn. Chúng ta vẫn thấy là ở vị trí tầng 1 sẽ là cột vuông, rồi có hệ vòm, bên trên cũng là một hệ vòm nhưng sẽ được chống đỡ bởi đôi cột tròn, thì nó cũng tạo nên được cái sự cân bằng về tính mềm mại trong thiết kế. Phải nói là ở những công trình mà có thêm những cái khoảng sảnh phụ như thế này thì thuận tiện cho việc di chuyển nào, cũng như là tạo nên được cái khoảng thở cho công trình của chúng ta. Đúng rồi, và đây là một cái lối tiếp cận rất là cần thiết luôn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiến qua đây đi. Đây chính là một cái khu vực phải nói là hết sảy quý vị ơi, một cái chòi nghỉ quá là mát mẻ luôn. Wow, phải nói là nếu mà buổi chiều á Diệu, cả gia đình theo sau đó mà tụ họp ở đây ha, bày một cái mâm uống nước hay trà nước ở đây là tuyệt vời luôn đó quý vị. Phải nói là giữa trưa hè nóng bức như thế này mà bước vào đây cái là mát mẻ liền luôn. Thì đây cũng là một cái gợi ý trong việc mà chúng ta thiết kế sân vườn có chỗ để vui chơi, nghỉ ngơi. Và chắc là một cái nhân vật tiếp theo rất là đặc biệt mà Ánh Diệu và Nhật An giới thiệu ngay, đó chính là hồ bơi. Phải nói là hồ bơi ở đây là một cái thiết kế điểm nhấn của công trình luôn ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến ra hồ bơi thôi.
phải nói là lâu lâu một lần đúng không Diệu? Thì mới có một cái công trình phải nói là đủ cái độ hoành tráng để có thể thiết kế mà riêng một cái hồ bơi ở trong sân vườn như thế này, quá là tuyệt vời đúng không nào? Em thấy là với công trình này thì tất cả những cái nhu cầu cơ bản chẳng hạn như là về nghỉ dưỡng nè và vui chơi sinh hoạt thì đầy đủ hết rồi, cho nên là thậm chí cuối tuần chúng ta cũng không cần nhất thiết phải đi đâu du lịch xa xôi hết, bởi vì ngay chính ngôi nhà của chúng ta cũng đã là một cái khu nghỉ dưỡng thu nhỏ rồi. Đúng rồi, với hồ bơi này thì anh nghĩ nha, sau này gia chủ có thể đầu tư thêm đây một vài chiếc ghế nè, rồi đặt thêm những chiếc dù nữa là thoải mái luôn rồi quý vị. Và với cái làn nước này thì nếu mà một cái ngày nào đó mà bé, đặc biệt là các bé trong nhà ha, mà nghỉ cuối tuần mà đắm mình vào trong cái hồ bơi này là còn gì bằng đúng không nào? Quá là tuyệt vời. Và từ nãy giờ thì đi một vòng ở bên ngoài công trình rồi thì chắc chắn là anh biết là nhiều quý vị cũng đang rất là tò mò về bên trong. Cho nên bây giờ hãy nhanh chóng theo chân anh và Diệu tiến vào bên trong nhé. Tiến vào bên trong của công trình của nhà anh Nghĩa thì quý vị có thể thấy ngay là không gian phòng khách cũng rất là rộng luôn quý vị, với diện tích là 30m². Quả thật là bên ngoài đã thấy là đẹp như vậy thì vào bên trong thì không khỏi gọi là khiến cho chúng ta phải nói là thất vọng đúng không nào. Ở bên trong thì quá là chỉnh chu, quá là đẹp, từ cái bộ bàn ghế nè, rồi kệ tivi tất tần tật đúng không Diệu? Và ở đây thì em thấy là một cái vị trí cũng rất là điểm nhấn của căn phòng này là trần. Thì ở giữa chúng ta thấy là cũng có một cái chiếc đèn gọi là đèn pha lê vô cùng độc đáo luôn. Đúng rồi, với cái đèn này thì rất là phổ biến cho những công trình tân cổ điển luôn nhé. Ở đây thì bộ ghế thì chúng tôi thiết kế thì quý vị thấy là có gồm một chiếc sofa băng, hai chiếc ghế đôn đối diện với nhau. Hệ thống lấy sáng thì chúng tôi sẽ là đèn downlight, và với ánh sáng tự nhiên thì chúng tôi sẽ nhờ vào ô cửa sổ ngay đây và cửa chính ngay phía trước nữa. Có một cái ưu điểm của công trình này đó chính là tuy là công trình tân cổ điển nhưng gia chủ lại tận dụng tối đa đó chính là cửa nhôm hệ kính, cho nên là nó lấy ánh sáng bên trong rất là tốt và đi vào không gian bên trong quý vị thấy là rất là sáng luôn. Và đặc biệt là ở công trình này thì gia chủ cũng rất là chịu đầu tư về việc là ốp lát gạch. Chẳng hạn như chúng ta thấy là xung quanh thì gạch cũng được ốp lát lên cao, riêng cái phần vị trí này thì ốp lát lên đến gần như là kịch trần luôn. Đúng rồi, nó sẽ giúp cho công trình mát mẻ hơn rất là nhiều luôn quý vị, nhờ vào cái gạch này là chạm tay và thấy là mát rồi ha. Rồi hai bên là có hai cái kệ tủ nữa rất đẹp, và đặc biệt là phải nói đến cái này. Đây là một cái thiết kế mà thường thấy của những ngôi nhà có mắt hôn rồi, với cái hệ lam gỗ ở đây thì quả thật là nếu như tương lai á Diệu, anh nghĩ là nếu mà gia chủ thích có thể đặt những cái chậu cây nhỏ nhỏ ở đây ha, thì nó sẽ phủ xanh thêm cho cái phòng. Thật ra thì ở vị trí này chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái sự lựa chọn. Trước đây là những cái bức tường bê tông truyền thống, còn bây giờ thì thay bằng hệ lam. Nhưng mà riêng lam thôi thì cũng sẽ có rất là nhiều. Chẳng hạn như là như chúng ta thấy ở đây là như một cái ngăn kệ vậy, thì cũng có một số khác thì sẽ tích hợp thêm bể cá hoặc là tích hợp thêm vị trí để đặt tivi vân vân, tùy vào sở thích của chúng ta. Và mới không gian đầu đã đẹp như vậy rồi thì chắc chắn không gian tiếp theo cũng rất đáng để chúng ta quan tâm nhé. Hãy vào bên trong nhé. Và tiến ra phía sau thì trước khi mà nói đến khu vực này thì có lẽ là An sẽ nói quý vị xíu là ngay bên cánh tay của Nhật An là sẽ có một phòng ngủ với diện tích 18m², nhưng mà hiện tại đang có thành viên gia đình sử dụng, chúng ta không tiện để review nhé. Còn đây là khu vực phòng bếp kết hợp với phòng ăn, được xem như là trái tim của mỗi gia đình. Khu vực này thì sẽ có diện tích là 34m², một diện tích rất là rộng. Phải nói là diện tích lớn nhất từ nãy giờ trong tầng 1 luôn thì căn bếp đã chiếm hữu rồi ha quý vị. Chứng tỏ là gia đình của nhà của anh Nghĩa là rất rất là quan tâm đến khu vực này, cho nên mới dành gọi là cái diện tích lớn nhất của công trình luôn dành cho không gian này. Và quý vị thấy là quá xứng đáng, bởi vì sao? Bởi vì ở đây là một kệ tủ bếp xịn sò này nhá, bàn đảo nè, nguyên cái bàn ăn siêu to khổng lồ ở đây mà vẫn còn cái khoảng không gian cực kỳ rộng rãi để mà chúng ta di chuyển. Đây là cái điểm cộng rất lớn, bởi vì chúng ta phải tính toán những vấn đề, ví dụ là những cái ngày mà đông đúc thành viên gia đình sử dụng, đặc biệt là có trẻ em. Nếu mà chật quá thì bé nó cũng rất là khó chịu, cho nên là không gian này quá lý tưởng. Và cái điểm cộng thứ hai ở cái khu vực này chính là việc đặt rất là gần với lại cửa đi dẫn ra sảnh phụ bên hông, thì khi mà chúng ta ngồi ăn ở đây hoàn toàn có thể phóng tầm mắt ra khu vực sân vườn ở bên kia, rất là mát, rất là thoáng. Đúng rồi, đây là cái lối tiếp cận cực kỳ cần thiết mà em và Diệu đã luôn luôn nhắc khi mà chúng ta xây dựng ha. Còn ở bên đây nữa này, Diệu cũng có một cái ô cửa sổ nhỏ nhỏ ở đây để mà chúng ta sẽ lấy sinh khí vào ha. Còn tiến vào phía bên này đi thì lại có một phòng ngủ nữa quý vị. Và phòng ngủ này cũng rất tiếc là cũng đang có thành viên gia đình sử dụng. Phòng ngủ này thì sẽ có diện tích là 15m². Tuy nhiên cái điểm đặc biệt của công trình là đó là gì? Đó chính là ở đây quý vị sẽ có thêm một cái gian bếp phụ với diện tích là 14m².
Em biết là khi nói đến đây thì nhiều quý vị sẽ thắc mắc là ủa, thấy căn bếp chính nó rộng quá rồi làm thêm bếp phụ để làm gì? Thì cái điều này em nghĩ là tùy thuộc vào nhu cầu của từng gia đình thôi. Có thể là chúng ta sẽ rửa chén hay thế nào đó ở những cái không gian này, hoặc là những ngày mà đám giỗ, đám tiệc quá nhiều mâm thì chúng ta cũng có thể chuẩn bị thêm ở đây. Chính xác luôn, bởi vì trong những cái lúc mà gia đình có đám có tiệc thì cái sức chứa, số lượng thành viên, khách mời rất là lớn. Vậy nên có thêm một cái khu vực như thế này thì chúng ta có thêm không gian để thao tác cho việc bếp núc, cũng như là hoàn toàn có thể có nhiều khu vực thì tùy vào sở thích của chúng ta. Đôi khi thì thích sử dụng ở trên thì có thể dùng, hoặc là ở dưới này. Và đặc biệt là khi mà đứng ở đây thì sẽ rất là sáng, bởi vì có một cửa đi dẫn ra phía sau. Đúng rồi, từ đây thì chúng ta có thể di chuyển thẳng qua khu vực hồ bơi rất là gần luôn quý vị. Thì đây cũng một cái lối để mà chúng ta có thể tham khảo ha. Và chắc chắn rằng một công trình mà có nhiều những cái lối tiếp cận như là công trình nhà anh Nghĩa là một công trình cực kỳ lý tưởng. Tuy nhiên ở phía bên này sẽ có hai khu vực mà em và Diệu phải nhắc đến. Đó chính là một bên sẽ là khu vực nhà vệ sinh và một bên sẽ là nhà tắm được thiết kế tách biệt như thế này. Và sẽ đảm bảo là sạch sẽ này, cũng như là cũng khá là rộng luôn quý vị. Và việc mà đặt khu vực nhà vệ sinh cũng như là nhà tắm về cuối của công trình thì hoàn toàn hợp lý luôn. Như vậy thì cũng sẽ đảm bảo được tính thẩm mỹ cho công trình. Và chúng ta đã cùng nhau đi qua một vòng tất cả các khu vực chức năng ở tầng 1 rồi. Bây giờ thì hãy cùng nhau tiến lên tầng 2 để cùng khám phá công năng cũng như là nội thất ở trên nhé. Và tiến lên tầng 2, khu vực đầu tiên mà chúng ta bắt gặp chính là phòng sinh hoạt chung. Căn phòng này thì sẽ có diện tích là 17,5m². Và với khu vực phòng sinh hoạt chung thì thông thường là chúng ta cứ trang trí theo tùy sở thích thôi. Thì hiện tại thì gia chủ vẫn còn đang để khá là trống ha. Quý vị thấy là có một cái kệ tivi, ở đây có một cái tấm phản này, có thể ngồi đây hoặc nằm đây, thậm chí nằm đây để mà xem tivi với gia đình của mình cũng rất là thoải mái. Ở đây thì sẽ có một khu vực là quý vị thấy là có một cái ban công nhỏ nhỏ ở đây nè. Rất tiện luôn quý vị ha, nhìn ra cái view cây cảnh đẹp luôn. Và chắc chắn là nếu mà chúng ta ngồi đây sinh hoạt, mở cửa đón luồng gió vào thì rất là tuyệt vời. Còn tiến ra phía trước thì chúng ta sẽ đến với khu vực cung kính nhất của công trình của nhà anh Nghĩa, đó chính là khu vực phòng thờ. Khu vực này thì sẽ có diện tích đó chính là 16m². Và từ đây thì rất là dễ dàng, qua một cửa đi bốn cánh chúng ta sẽ đến được với lại khu vực ban công ở bên ngoài, một khu vực có tầm nhìn rất là đẹp. Đúng rồi, và như quý vị có thể thấy là bên kia là ô cửa sổ 4 cánh, ở đây là một ô cửa trên tầng 2 mà cũng được đầu tư là đến 4 cánh luôn, cho nên là lấy ánh sáng sinh khí ở bên trong rất là nhiều. Ngoài kia là một cái ban công, và quý vị có thể để ý là gia chủ còn tinh tế đặt thêm một chiếc bàn trà gỗ, gọi là bàn trà nhỏ nhỏ ha, có thể ngồi nhâm nhi uống trà những cái ngày trời mát một chút xíu. Bữa nay thì trời hơi nắng, có lẽ là không hợp để uống trà lắm, nhưng mà những ngày trời mát hoặc là buổi tối chẳng hạn thì ra đó là tuyệt vời hết nhiều. Và tiến qua vị trí này đi thì đây là khu vực sinh hoạt riêng đầu tiên ở tầng 2. Căn phòng này thì có diện tích là 18m². Quả thật là bởi vì nhà của anh Nghĩa là diện tích nó rất là rộng rãi, cho nên quý vị thấy là một cái phòng ngủ thôi ha, thì trung bình cũng đang là 18m² rồi, là rất là rộng luôn quý vị, thoải mái chúng ta bố trí công năng. Với căn phòng này thì vừa bước vào có thể thấy ngay một sự khác biệt về màu sắc, đó chính là công trình sẽ được phối ra cái tông màu của căn phòng này là màu hồng ha, rồi phần đèn lại là đèn dạ quang màu xanh nè, rồi nói chung là tất cả cảm giác như phòng công chúa vậy đó. Nó rất là khác biệt. Và đây cũng là điều mà em và Diệu hay nói, đó chính là phòng ngủ là không gian cá nhân, quý vị cứ thoải mái vô tư đi, chúng ta cứ trang trí theo sở thích của mình. Và cái ưu điểm của căn phòng này chính là một cái vị trí ban công nho nhỏ hướng thẳng tầm nhìn về phía trước luôn. Ở những cái khu vực sinh hoạt riêng mà chúng ta thấy là có ban công như thế này thì nó mang lại cái giá trị thư giãn rất là cao. Và lúc nãy anh có ví von giống phòng công chúa thì Diệu nói cái ban công đó anh nhìn càng thấy giống đúng không Diệu? Có một cái đường cong bên trên, có nguyên một cái ban công bán nguyệt ở đó nữa, nó giống giống những cái truyện cổ tích này coi ha. Và căn phòng này cũng có một ưu điểm luôn là phía bên này cũng sẽ có một nhà vệ sinh khép kín dành riêng cho chủ nhân của căn phòng này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những không gian còn lại của tầng 2 nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một phòng ngủ nữa. Căn phòng này thì sẽ có diện tích là 14m². Với căn phòng này thì lại vừa vào thì chúng ta lại thấy một cách trang trí khác rồi, đó chính là không còn xuất hiện cái tông màu hồng công chúa giống như căn phòng lúc nãy, mà ở đây thì lại là cái tông màu xanh. Ồ, tông màu yêu thích của anh nha Diệu ha. Rồi có thể thấy là gạch ở đây chúng ta cũng sẽ ốp lát, nhưng mà đoán luôn là phòng này có thể dành cho bé, cho nên là với cái màu sắc cũng rất là tươi sáng, là hình cá heo luôn nha, cho nên là rất là đẹp. Mỗi căn phòng ngủ có cái nét thú vị riêng như thế này thì hợp với cá tính của từng thành viên, và người ta cũng
cũng hay nói là việc mà xuất hiện của biển, đại dương hoặc là thực vật thì nó cũng có phần kích thích sự sáng tạo của các bé nữa. Khi mà bước vào không gian căn phòng này thì em lại để ý phần trần. Chúng ta thấy là trần vẫn được thiết kế phun sương chìm nha. Xung quanh hệ thống đèn chiếu sáng thì sẽ là đèn đeo đai âm trần, nhưng mà đặc biệt ở giữa thì cũng có một cái chiếc đèn thả rất là xinh. Đúng rồi, đèn thả từ nãy giờ thì ta thấy nhiều ở căn nhà này, nhưng mà mỗi không gian lại là một cái kiểu đèn khác nhau ha. Ở đây thì chúng tôi sẽ có cửa sổ ba cánh để mà lấy gió này quý vị, và cửa sổ này mở ra ngay khu vực chòi nghỉ luôn. Và sau này ở đây chắc chắn là gia chủ như An nói rồi, sẽ có những cái cây trồng ở phần vườn thì cũng sẽ lấy thêm sinh khí ha. Tiến ở phía bên này đi thì chúng ta sẽ đến với phòng ngủ cuối của công trình. Thì phòng ngủ này sẽ có diện tích là 15m2, thì nó cũng sắp xỉ với căn phòng lúc nãy thôi. Với căn phòng ngủ này thì cũng quá đầy đủ tiện nghi rồi quý vị. Giường nè, táp đầu giường, tủ quần áo, bàn học, quá là đầy đủ và thoải mái. Và khi mà bước vào căn phòng này thì em thấy là có sự tương đồng với lại phòng ngủ mà chúng ta vừa xem. Bên cạnh đó thì chắc chắn rồi, trong tất cả các thiết kế của Mockhome, bao giờ chúng tôi cũng ưu tiên là phải làm sao mà mở được ít nhất là một ô cửa sổ, bởi vì như vậy thì mới đảm bảo là mang đến được một cái không gian ngủ nghỉ thoải mái được. Đúng rồi, và ở đây nè quý vị có thể thấy là nếu mà chúng ta kéo cái rèm này ra ha, thì đó cũng là một cái khoảng thoáng, khoảng sáng giúp cho có sinh khí hơn cho căn phòng ngủ này. Tuy nhiên từ bây giờ thì chúng ta đã đi rất là nhiều khu vực rồi, và chắc là quý vị cũng thấy quen thuộc, nhưng mà có một khu vực cực kỳ đặc biệt của công trình nhà anh Nghĩa mà hiếm có công trình nào có, thì ta-da, đó chính là đây. Đây là khu vực gì vậy Diệu? Và đây chính là phòng sông hơi, một thiết kế mà mang lại cái tính thư giãn cực kỳ cao luôn. Bởi vì chúng ta biết là cái quá trình sông hơi thì tốt cho sức khỏe nè, tuần hoàn máu nè, và nó còn góp phần làm đẹp da cho chúng ta nữa. Đúng rồi, và khi mà xuất hiện cái phòng sông hơi này thì phải nói là nó đủ combo cho công trình của nhà anh Nghĩa rồi quý vị ha. Bên ngoài có chòi nghỉ nè, có hồ bơi nè, bây giờ trong nhà lại có phòng sông hơi nữa thì quá tuyệt vời, lại còn gì bằng. Với khu vực này thì như Diệu chia sẻ, nó phù hợp cho cái việc chúng ta thư giãn hoặc là tốt cho sức khỏe của mình, thậm chí là giảm cân luôn, cũng sẽ rất là tốt ha. Còn tiến ra phía bên ngoài đi thì ở phía này thì sẽ là khu vực nhỏ nhỏ để chúng tôi sẽ bố trí ra khu vực giặt phơi nè quý vị ơi. Còn bên này thì cũng tương đồng với thiết kế bên dưới, đó chính là chúng tôi cũng sẽ chia làm hai khu vực, một bên là khu vực tắm, một bên khu vực nhà vệ sinh. Và sau khi mà đi một vòng từ bên ngoài cho đến là nội thất bên trong thì em phải cam đoan rằng đây là một công trình vô cùng tiện nghi luôn, đẹp và đầy đủ, có thể nói là một công trình mơ ước của rất là nhiều gia đình. Bánh Diệu vừa dẫn quý vị chúng ta đến thăm công trình của nhà anh Nghĩa ở Tây Ninh. Phải nói là một công trình xuất sắc luôn ha. Từ cảnh quan bên ngoài nè, rồi ngôi nhà ở bên trong cũng như là nội thất, và rồi tất tần tật đều xứng đáng điểm 10. Và quý vị nghĩ sao về công trình ngày hôm nay? Có thể là để lại bình luận ở dưới nha. Và nếu mà quý vị cảm thấy là yêu thích cái thiết kế của Mockhome, đồng thời là có nhu cầu thiết kế, thi công, cải tạo nhà ở, cơ sở kinh doanh, hoàn thiện nội thất, hoặc là mua bản vẽ phát sẵn, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline 096 445 8888 hoặc là 0828133333, sẽ luôn có đội ngũ túc trực sẵn sàng tư vấn, giải đáp, hỗ trợ cho quý vị. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuẩn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì Nhật An và Ánh Diệu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.